đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Thiên Ân out top 10 khó hiểu, cộng đồng mạng rủ nhau hủy follow. Ông Nawaz tức điên vì bay mất 2 triệu theo dõi. Khán giả Việt Nam rủ nhau bỏ theo dõi trang chủ Miss Grand International sau khi Thiên Ân không lọt vào top 10 chung cuộc. Đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2022 đang nhận được sự vô vàn quan tâm của khán giả trên toàn thế giới. Sau màn trình diễn trang phục thể thao, ban giám khảo đã chọn ra được 10 gương mặt được tiếp tục chinh chiến tại cuộc thi. Tuy nhiên, đại diện của Việt Nam là Đoàn Thiên Ân đã phải dừng chân đầy tiếc nuối. Netizen tại Việt Nam cảm thấy vô cùng bức xúc và không muốn chấp nhận kết quả này. Họ cho rằng ban giám khảo đã không công tâm khi Thiên Ân luôn là thí sinh nổi bật của cuộc thi. Cô chỉ có 2 ngày để chuẩn bị thi đấu, nhưng luôn hoàn thành tốt mọi phần thi. Đặc biệt, Thiên Ân còn thể hiện khả năng nuốt mic bằng tiếng Anh vô cùng tự tin. Vì kết quả quá bất công, khán giả Việt Nam đã rủ nhau bỏ theo dõi trang chủ Miss Grand International. Trước đó, cuộc thi yêu cầu netizen phải ấn theo dõi mới có thể bình chọn hợp lệ cho đại diện tại cuộc thi. Vì muốn Thiên Ân có được vé lọt vào vòng trong, khán giả tại quê nhà đã kêu gọi nhiều người ấn theo dõi và bình chọn cho cô. Nhờ vậy mà trang chủ Miss Grand International đã tăng từ hơn 1 triệu đến hơn 6,5 triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên, con số này đang giảm một cách nhanh chóng. Từ hơn 6,5 triệu lượt follow, kênh truyền thông này đã nhanh chóng tụt xuống hơn 1 triệu follow chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Thậm chí, nhiều trang cộng đồng lớn còn liên tục kêu gọi người dùng hủy theo dõi Miss Grand International khi cô gái họ mong đợi không lọt sâu. Đến hiện tại, số lượng người dùng bỏ follow đã sụt giảm hơn 2 triệu lượt. Tài khoản Nhung Hồ để lại bình luận bực tức. Thao túng tâm lý, chú tệ kêu gọi vót cho đã, rồi bốn nước cùng thắng giải trang phục dân tộc. Tức không, lại cảm thấy như bị lừa rồi, xong rồi cho con bé out tết thì xác định là hủy theo dõi nhé. Bạn Tiên Tiên đồng tình nhận định trên, đưa ra quan điểm. Biết trước hết rồi, chứ Ân mới diễn xong, chưa được lâu thì ông MC đưa luôn thông báo top 10. Đâu ra quyết định nhanh như vậy? Trước làn sóng phẫn nộ của đông đảo fan sắc đẹp, nhất là với fan Việt, ngài Nawaz đã đăng đàn đáp trả. Chúng tôi không bán vương miện, muốn mua thì đi chỗ khác chơi, bực mình. Tuy nhiên không lâu sau đó, ông Nawaz cũng đã nhanh chóng xóa đi bài đăng. Thế nhưng động thái này vẫn vấp phải rất nhiều sự chỉ trích từ cư dân mạng. Giờ cho vô top 10 lại đi, tụi tôi follow lại nè. Xóa rồi, không hổ cường quốc quốc gia vót. Nhà chồng nên gì tự ụp cho nhà gì, chứ ai nói mua đâu. Quá trời cái nết, cuộc thi hòa bình mà hỏng hòa bình gì hết. Sân khấu lớn mà chơi bẩn. Có bằng mà nói, trong suốt quá trình đồng hành cùng Miss Grand International 2022, Thiên Ân có những thành tích nổi bật như dẫn đầu bình chọn top 10 pre-viral, top 10 vòng thi áo tắm. Người đẹp cũng nằm trong top 4 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất. Ngoài ra, Thiên Ân còn có khả năng vào thẳng top 20 chung cuộc nếu thắng hạng mục Country Power of the Year. Đại diện Việt Nam cũng tạo ra hiệu ứng truyền thông rất tốt. Trên các diễn đàn về nhan sắc, nhiều người tích cực kêu gọi bình chọn cho Thiên Ân để người đẹp có thể giành được những giải thưởng quan trọng. Thế nên việc Thiên Ân out top 10 là điều nhiều người vẫn không thể hiểu được. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.